Hello everybody, welcome to Heo Vợ Cà Tê. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo Vợ Cà Tê. Thì hôm nay chúng ta đến với con game Tiên Duyên 3D hả? Ok, tầng này thì đủ mọi loại game cho anh em luôn. Từ bản mới nhất, bản gần nhất, bản nhiều nhất, bản free full, bản gần full, kiếm hiệp, anime, manga, kiếm hiệp, free đầy đủ rồi. Hôm nay chúng ta đến với phiên bản cài cốt cho những anh em iOS đồ nha anh em. Con này thì có Android và iOS luôn nha. Rồi, vô game. Đầu vô thì bản này cho chúng ta là 999.999 kim nguyên bảo thường ha, và 888.888 kim nguyên bảo khóa. Đó, cho chúng ta được VIP 8 quà nạp đầu cái kiểu nè ha. Phiên bản này là phiên bản lấy tiền tệ làm chủ yếu ha. Không có làm mất giá trị của kim nguyên bảo nha anh em. À, nhưng mà nó cũng không phải là phiên bản huy mắc tiền hay là phiên bản gọi là sao ta, không phải là phiên bản hút máu này nọ ha. Nó vẫn là game lậu nhưng mà chúng ta không phải là vô là nhận huy này nọ hết để cho chán game ha. Này, cái này chúng ta có thể cài cuốc và đua tớp bán đồ đồ này nọ, nói chung là có giá trị của đồ ha. Rồi quăng đây cho nó tự chạy nhiệm vụ tân thủ đi ha. Chúng ta đến với thông tin server nè. Đây Tiên Duyên 3D Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 2022 open server mới 10 giờ ngày 29 tháng 5 2022. Quyết có Tân Hữu Tiên Duyên 3D, Tân Hữu 1, Tân Hữu 2, mừng server mới. Điểm danh mỗi ngày, nhận kim nguyên bảo không khóa, tạo nhân vật nhận ngay 999.999 kim nguyên bảo hưởng và 888.888 kim nguyên bảo khóa. Trên rớt kim nguyên bảo, hoạt động hưởng hấp dẫn, BK rực lửa, hoạt động xuyên đêm. Làm chủ kinh công, chủ thiên hạ, tình không như mơ, BK liên server cái kiểu ha. Like share, nhận được á không? Để lại chấm thôi. Đó là chúng ta nhận được VIP code trị giá 2 triệu ha. Đó. Bên dưới nhận 2 triệu xu chơi máy chủ mới. Đó, đây. Có iOS luôn nhưng mà iOS đang gặp chút sự cố ha. Rồi sự kiện fan cứng siêu hot, thưởng fan cứng tháng 5, danh hiệu mới fan cứng tháng 5, 500.000 kim nguyên bảo, thay cái gì thiên giới tự chọn, ảo hóa nâng hạng, trở thành fan cứng, like share comment cái kiểu nha anh em. Wow, fan cứng nhận đồ hot ha. Đó. Ok ok rồi, bây giờ để chạy nhiệm vụ tí ha. À không, chúng ta sẽ đi nhập code trước nha anh em. Đó. Rồi đây viết code. Đây Tân Hữu 1. Tân Hữu 2. Có Tân Hữu không ta? À Tân Hữu không có. Rồi mừng server mới. Rồi còn một cái code nữa là code đâu rồi ta? Cái code đâu rồi? Lì xì 2022 hả? Code này quà cũng khá là hợp. Ok. Rồi đây nhận quà nè, nhận quà nè ha. Đó, đó. Ok, nó nhận quà, nhận hư, nhận lễ bao, xá lợi đồ cái kiểu.
Rồi ok, để cho nó chạy tí rồi chúng ta đi lấy có tân hữu có lái xe luôn nha anh em. Chạy chút thì em cũng đã nhập code tân hữu rồi nha anh em. Ok, đã nhận code rồi. Thư nè, ừ đâu rồi, nằm đâu rồi ta, nó múc dữ rồi nè. Đó, code tân hữu nè ha. Đó, lễ bao fanpage trị giá 2 triệu Việt Nam đồng. Ở đâu, 2 triệu xu chứ. Ok. Đó, mát thì chúng ta được 1 triệu rưỡi kim nguyên bảo và 888.888 kim nguyên bảo. Không có gì, kim nguyên bảo khóa hả? Đấy. Rồi kim nguyên bảo chúng ta muốn kiếm hiểm thì chúng ta có thể đây đi trend nè ha. Đó, trend thì sẽ ra rương kim nguyên bảo nè. Oh man, tỷ lệ ra khá nhiều vậy. Ok, ngoài ra chúng ta còn có thể đây điểm danh ở trên web nha anh em. Đó, anh em điểm danh ở đây chúng ta sẽ nhận gen. Và gen này chúng ta sẽ đây đổi gen hình kim nguyên bảo. Đó, test cho anh em luôn nè. Đây đâu rồi, cái này không rõ lắm. Đây. Đây chúng ta mới manh nạp mới nhận cái móc 500 ha. Rồi bây giờ bỏ qua cái này luôn, không ăn cái đó. Bây giờ chúng ta sẽ nạp vô. Đổi 2.000 ha, 2.000 thì chúng ta sẽ ăn được móc này. Ok, rồi đổi gen thành công. Đó, vô liền có liền luôn nè ha. Đó. Cái này thì chúng ta sẽ nhận được mỗi ngày ha. Đó, thì mỗi ngày anh em chơi game vào điểm danh trên đó thì hên xui sẽ nhận được số gen và chúng ta đổi qua kim nguyên bảo nạp và ăn được tích nạp hàng ngày ha. Đó. Quá dễ, ăn được quà nạp luôn nè. Đó. Vậy đây, chào mừng mùa hạ, đang có event gì nè anh em. Đổ xúc sắc quà mỗi ngày. Rồi đăng nhập nhận quà nữa nè hả. Đó. Rồi tích nạp. Trời ơi, ok man. Tích nạp nhận nữa nè. Ôi ôi, cái này 888. Này 200 mấy thì tích lâu lâu á. Gom là mình nạp lần cho nó nhiều. Đó. Rồi phúc lợi, điểm danh. Điểm danh thì nhận quà thường thôi. Code chúng ta nhập về web ha, chứ nhập ở trong game nó không có được đâu. Đây quà level nha anh em. Rồi ở đây chúng ta có VIP Chí Tôm, đầu tư cấp, quỹ trưởng thành. Rồi tích nạp nữa nè. Trời ơi, ôi chúng ta nạp được 260 hả? 2600. À. Xuống nữa thì chúng ta sẽ được gì ạ? Này triệu tinh 10 lần chìa khóa. Ồ, không ngon lắm. À đúng. Ở dưới này chúng ta nạp được à, cái này là tự chọn anh em. Tự chọn pet hay là thú cưỡi hay là gì đó thì tùy anh em ha. Rồi xuống nữa thì chúng ta đù. Cái này ngon nè, wow. Ok, xe ngựa đồ nè ha, rồng đồ nè. Đó. Còn nữa không? Hết rồi. Đó, mát móc thì chúng ta sẽ được những thứ đó. Hay làm gì ta? Ok. Gì à? Tiêu nè, tiêu kim nguyên bảo cũng nhận được quà này nha anh em. Thì nhận được thay vì cái cánh hả? Cái cánh hay con bé. Đây, rồi ăn có 60.000 mà chúng ta có thể nhận được mát quà nè. Rất nhiều event đồ này nọ ha, sự kiện đồ nha anh em. Dan cũng nhận được mảnh để mà chúng ta có thể ghép và nhận kim nguyên bảo nữa ha. Để đi kiếm cái gì đó chúng ta mua rồi tiêu phí đồ này nọ ha. Để nhận quà tiêu phí đồ cho nó ngon ha. Này gì ạ? Nếu mà hên lắm mới mở được con đó thì phải á. Hay là nó là tích tiêu đủ không biết nữa. Thì oh man, cái này trong lọc chúng ta được cái một thần ma gói tự chọn. Gì vậy? Bãi xăng hả?
Ôi, giờ đâu phải là giờ đi săn quái. Đó. Kim Nguyên Bảo ra rất là nhiều luôn ha. Ok, chúng ta vô shop, chúng ta coi. Shop Đào Bảo nè. Đó, shop. Rồi, shop cũng bình thường ha. Đó. Ok, rồi, thì anh em nào có chơi thì tải về link heo sẽ để dưới phần mô tả nha anh em. Game Phi thời trang, Game Phi thần ma nè hả, Bét rồi chen ra Kim Nguyên Bảo rồi cái kiểu nữa ha, rất là nhiều luôn nha anh em. Đây thời trang tự chọn nè, đó, thích gì chọn đó hả, 8 cái tha hồ chọn, điểm danh hàng ngày nhận Kim Nguyên Bảo nạp nha anh em. À, rồi nhắc lại thông tin server, chúng ta có Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Tiên Viên 3D open server mới 23 vào 10 giờ ngày 29 tháng 5 nha anh em. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.